cắm của hà mẹ mấy cái trao thôi anh. Cho con một trao thôi. Con muốn vô chổng bơi quá. Nước nước vừa trong thanh mà cá. Very good size. Huh? Very good size for people. Huh? Yeah. No, no, no. Feeding for a little bit. Hey, have duck. Duck. Con cho nó ăn miếng đi con. Con thả bên ngoài cho nó ăn miếng. Nó ăn được, có. Nó ăn được. Thấy, thấy. Đâu. Yeah. Đúng rồi đó. Cho nó miếng nữa đi con. Ba cho cá. Ba cho cá hồi. Nó nhào lên ăn nó thơm quá. Probably get a couple of big ones coming up in here, right? For the baby one? Yeah. And father? Not mom? The female's this one. How can you know female? Because usually it's most of them. They're coming colorful, over more. Colorful head. Is the female, but in these ones, the colorful head's the male. Mm-hmm. Yeah. So the plain looking ones are the females. Oh, I see. So this is the male and this female. Mm-hmm. Now, let me go here. Xin tôi đi cho cha. Nên mẹ lấy ngay cho con miếng. Mẹ mua đồ ăn cho cá hồi ăn mà không có ai cho tụi con ăn, mẹ cho tụi con. Trời ơi, tôi không đi mồ. Mẹ cho, mẹ thôi nó mẹ vô lấy. Đừng có lấy bằng cái bao tay này, chút xíu nó hôi cái tay con lắm. Con nó kéo nhau lại rồi con. Nè. Rồi rồi hồi xíu đó, một nồi nó tới luôn kìa. Nè. Nó dí nhau rồi nè. Mẹ, hồi nữa mẹ lấy thêm một ly nữa con nha. Mẹ biết chi không? Chị. Ở chỗ kia có con vịt nó không có đi ra ngoài lại được. Ừ. Nó bay lên không được mà nó bơ xuống cũng không được luôn. Nó không có ăn chứ thả xuống nó ăn á. Nó ăn hay lắm. Nó có tội nó là nó lấy thêm một ly nữa. Mẹ cho con mấy miếng cho con.